Rồi, ok, bây giờ các bạn đang là hai cái spinner ha, bây giờ mình sẽ quay cùng lúc xem coi là cái nào trụ được lâu hơn. Rồi 1 2 3. Chết mẹ. lại stop. Được chưa? Rồi. 1 2 3. Mấy người này chơi phật cầu phong mỹ gì vậy? Rồi, thì cái đoạn video này nó sẽ dài phần phụ chào cái con spinner nó bay lâu nhất. Rồi chào các bạn. Ủa con này nhiêu tiền ta? Con này thì 150. 150. Con bên phải 150, con bên trái là nhiêu? Con bên trái chắc cũng cỡ đó hay là có thể mắc hơn. Cái con này bao nhiêu? 2.6. Lớp này hiện tại chắc giá còn 6 triệu. À, cái bắt chuột nhiêu? Đang làm gì vậy? Nhìn biết cái này bên đây hơn rồi, đấu chi? Cho con này nhiêu anh? Con này nhiêu? Giá tiền này nhiêu rồi? Chắc 400 quá. Trời trời đó. Đúng rồi. Nhưng vậy là chứng tỏ là spinner cả mất tiền là sẽ cần quay lâu hơn. Quay logic. Đó, đúng không? Mà con này con này đẹp hơn đúng không? À, cái mã cái quan trọng. Rồi, hình xui chất lượng. Nhưng mà con này cầm nhìn chắc chắn hơn. Đúng rồi, chắc chắn hơn. Con này chắc chắn hơn. Con này VD cái luôn. Hôm nay mình hết đề tài, mình bình luận rồi. Bây giờ mình sẽ làm spinner bình luận cho các bạn xem. Rồi, thấy đứng rồi. Rồi, đứng rồi. Đứng rồi. Bình thường con này 1.5 phút lận, nãy mình quay chậm á. Hả? Ồ, được có da, được xào xạo đó, được có thừa hoàn cảnh đó, vậy là nó cũng thì được bạc đạn nữa đúng không ta, bạc đạn nữa. Vậy con này bạc đạn giỡn, bạc đạn xịn nè. Giờ muốn đấu lại không? Muốn đấu lại không? Đấu lại thôi, giờ thua rồi đó, chứ thôi thua rồi, xong thua. Rồi thôi, bây giờ ngưng đi. Rồi, giờ muốn chơi công bằng ha. Rồi, giờ muốn làm, muốn đánh xào đây. Quay lại đi, đổi qua bên đây coi. Rồi ha, rồi. Giờ đổ tay nha. 1 2, từ 1 2 3. Nói lại đi. Gì sắp rồi được chưa? Rồi 1 2 3. Nó chậm rồi. Cái gì vậy ta? Rối quá à, rối đội hình quá. 1 2 3. Rồi ok, chúng ta tiếp tục có đều á. Chúng ta tiếp tục bình luận nhá. Clip dài ngắn thì cũng rảnh mà rảnh mới quay. Trời ơi, chứ bận không ai làm chuyện này hết trơn á. Đây là spinner của bên nào đó. Em nói nghe này. Nó nhỏ. Trời, nó nhỏ. Em cầm lạnh cho ông nước tây nha. Ok. Như vậy thế này mình, nếu mà xem qua camera điện thoại thì bạn thấy này là cái tốc độ của spinner có một con màu vàng á, tức là con bên phải á, nó quay rất là nhanh. Đó, còn như con bên trái bắt đầu là cái tượng bắt đầu chậm dần nè. Đó. Ok. Thôi vậy là phân định là rõ ràng. Ok. Spinner bên trái đã thua. Đó. Thôi, ráng cho hết đi. Bây giờ đó là thấy rồi không? Cái này bắt đầu nó giảm dần nè. Rồi giờ thua rồi đó, rồi thua chắc rồi đó. Rồi xong, kết quả đó rõ ràng. Xin chào các bạn.